chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình Channel. Sau clip ngày qua mình có quay lại và đánh giá nhanh dòng Smart TV 4K của Panasonic mã hàng 55F650B thì nhiều anh em đang muốn mình so sánh với cái dòng UK6340 của LG. Đấy thì hôm nay mình sẽ làm một clip nhanh thôi, không đi sâu vào các tính năng đặc điểm. Mình chỉ nói qua về các cái khác biệt giữa hai dòng để các bạn so sánh. Ở đây là 55K6340. Và một lát nữa mình sẽ di chuyển ra quầy của Bala để quay với cái dòng 650B của Bala. Đấy thì về thiết kế thì 6340 có thiết kế là viền nhựa, tấm lên TV khá là dày. Con này thì có tấm màn IPS độ phân giải 4K, chạy hệ hoành webOS của LG, đã có tìm kiếm giọng nói. Đấy, khác biệt một lát nữa thì các bạn xem 650 các bạn sẽ thấy cái khác biệt nha. FX650 thì chạy hệ hoành Android 8, còn 6340 thì chạy webOS. Với webOS thì là một cái hệ điều hành riêng của LG phát triển cho các dòng Smart TV từ năm 2012 trở lại đây. Hệ thống ứng dụng các tính năng của webOS thì nó sẽ trải dài trên một menu và các bạn di chuyển và các bạn sẽ có thể lựa chọn các ứng dụng hoặc các tính năng của TV. Còn đối với Android 8 thì lát nữa mình sẽ quay con đó để các bạn so sánh. Và giá thì hiện tại 6340 có giá 14590 tặng lãi suất không lấy lời trừ 400 hoặc khoảng 14.190. Và thiết kế chân đế thì con này là chân đế nhựa bán nguyệt và chống ở giữa, tích hợp được thu kết số DBT2, có HDR, con này đã có HDR rồi, hỗ trợ độ phân giải 4K và lưu cấp hình ảnh lên gần chuẩn. Và cổng kết nối thì tích hợp đầy đủ các cổng HDMI, USB, cổng optical, có cổng tai nghe 3.5. Cho sao các bạn có thể sử dụng cả cổng quang hoặc là cổng 3.5 để các bạn kết nối. Con này thì có sử dụng điều khiển thông minh Magic Remote, tích hợp phím voice search tìm kiếm giọng nói ở trên thân của điều khiển. Điều khiển thì là sao, là điều khiển thông minh lắc trỏ xoay Magic Remote ạ. Mình đã có quay cái clip trước rồi, nếu anh em tò mò thì anh em vui lòng xem lại trong danh sách kênh giúp mình. Về tính năng kết nối âm thanh ngoài ra thì nó có cả Bluetooth nữa. Các bạn có thể sử dụng Bluetooth để kết nối trực tiếp TV với các dàn âm thanh bên ngoài. Đấy, bây giờ mình sẽ di chuyển qua dòng Smart TV 4K của Panasonic. Smart TV 4K của Bala mới ra mắt hôm qua. Con này thì có giá bán cao hơn so với 6340 nhưng mà đáng tiền. 16.890 tặng lối áp suất không lấy lồi trừ 400.000. Còn khoảng 16.490. Xuất xứ của thằng LG là Indo thì Panasonic thì cũng tương tự như vậy, không khác gì cả. Và tính năng thì con này chạy hệ hoành Android 8 nhưng qua mình đã nói rồi, nó sẽ hay hơn so với cả webOS của LG. Kho ứng dụng thừa hưởng thì chính là cái kho Google Play Store, là sẽ cửa hàng Play Store Play đó. Google Play Movie, Google Play Music và Google Play Game. Thiết kế thì của LG là viền nhựa, con này thì nó là viền kim loại khá là đẹp và sang trọng, màu bạc. Tấm màn thì nó mỏng hơn so với cả của LG, các bạn nhìn đây tấm màn của Panasonic. Thiết kế của tấm lên TV thì cũng là tấm lên IPS độ phân giải 4K và thiết kế hay hơn so với của LG chính là cái này. Các bạn nhìn nó không có gờ. Sao là màn của Bala thì nó là tràn viền, tràn 3 viền, tương tự như cái dòng LU8000 của Samsung. Có duy nhất viền dưới cùng, có cái viền dưới này là thép màu bạc thì là nó không tràn thôi. Đấy, viền dưới thì nó có bo tròn. Chân đế là chân đế nhựa bán nguyệt chống hai bên, khác biệt so với cả của LG là chống ở giữa. Và nhìn sơ qua về hình dáng màu sắc thì mình thấy 650B sẽ sang trọng và đẹp hơn so với của 6340. Nếu để so sánh về thiết kế thì có thể là mình nên so sánh lại 650B với cả 7500 của LG. Đấy là những cái khác biệt. Thứ hai thì về tính năng tìm kiếm giọng nói và điều khiển. Điều khiển của LG là Magic Remote, các bạn sử dụng chuột bay, tức là con chó nó sẽ chạy khắp màn hình. Các bạn sẽ di chuyển đến bất cứ một điểm nào trên màn hình và sau đó sử dụng phím OK để lựa chọn nội dung. Còn đối với của Bala 650B thì nó sẽ khác biệt. Là sao, là các bạn
chỉ di chuyển các cái phím mũi tên lên, sang, xuống, dọc và chọn OK ở giữa để chọn, chứ nó không có con trỏ như cái con chuột khi các bạn sử dụng ở trên màn hình máy tính. Một cái điểm bất lợi nữa của cái thằng này là sao, là các bạn sẽ phải đăng ký điều khiển trước khi các bạn dùng. Của LG cũng phải đăng ký thôi, nhưng mà của LG một điều khiển các bạn có thể sử dụng cho nhiều TV. Còn đối với của Panasonic thì điều khiển của 650 thì chỉ sử dụng được cho 650 thôi. Đấy, các bạn sau khi các bạn dùng thì các bạn khởi động lên thì các bạn vào phần Bluetooth, các bạn thêm phụ kiện là các bạn đăng ký bằng cái cách ấn phím home và mũi tên sang trái cho nó nhấp nháy cái đèn Bluetooth ở đây, sau đó chọn phím OK để lựa chọn điều khiển thêm cho TV. Đối với hệ hoành Android 8 thì kho ứng dụng giải trí thì nó sẽ đa dạng, phong phú và chất lượng, tốc độ xử lý thì nó sẽ nhanh hơn so với của GabOS. Đối với iOS thì mình thấy kho ứng dụng nghèo nàn hơn, các bạn không thể chơi được nhiều game như của Android 8. Kho phim giải trí, kho truyền hình trực tuyến cũng vậy. Một điểm khác biệt nữa giữa 650 là con này thì không có cổng 3.5, nó chỉ có cổng optical thôi. Cổng optical thì các bạn bắt buộc là sẽ phải sử dụng dây quang để các bạn kết nối siêu âm ly hoặc qua vi tính, dùng bộ chuyển đổi như của TV Samsung. Còn đối với LG các bạn chỉ cần sử dụng một cái dây 3.5, dây audio out 3.5 mấy chục nghìn thôi là các bạn đã có thể kết nối được rồi. Đấy, thì một số đánh giá thì mình đã so sánh và nêu qua như vậy để anh em cùng xem và lựa chọn. Clip này là clip so sánh nhanh để tránh mất thời gian của anh em, thì mình đưa ra một số cái như vậy. Về hình ảnh thì mình đã có clip test rồi, đó là tấm nền IPS độ phân giải 4K lên hình ảnh nó khá là sáng, trong và sắc nét, không có cái độ trễ, không có độ giật lag trong quá trình các bạn sử dụng mạng wifi để load video. Đấy, thì thiết kế đẹp sang trọng, bộ vi xử lý mạnh mẽ, thì đây sẽ là một cái dòng TV được khá là nhiều người quan tâm trong cái thời điểm hiện tại để lựa chọn cho gia đình một chiếc TV thông minh phục vụ giải trí vào dịp Tết 2019 này. Đấy, thì trong quá trình các bạn xem thì cần hỗ trợ về sử dụng hoặc là tư vấn về thông số kỹ thuật cũng như là hướng dẫn mua hàng, các bạn để lại bình luận hoặc đăng ký kênh hoặc là gọi lại hotline trên kênh mình đã để các bạn của hệ thống siêu thị điện máy Ecomart hỗ trợ các bạn. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào.